chúc quý vị và các bạn nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã đến thăm chúc Tết các vị cán bộ lãnh đạo về hưu, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, gia đình người có công tiêu biểu, hộ nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố với tổng trị giá quà gần 2,5 tỷ đồng. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Truyền thanh thành phố Phan Rang Tháp Chàm. Đến thăm Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phan Rang Tháp Chàm, đồng chí Trần Minh Nam, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã gửi lời thăm sức khỏe, lời chúc mừng năm mới 2020 đến Đảng ủy Quân sự thành phố, chúc các đồng chí cán bộ chiến sĩ thành phố đón Tết vui tươi mạnh khỏe, đồng thời mong muốn cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự thành phố tiếp tục thi đua thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chỉ tiêu về quân sự quốc phòng năm 2020, trước mắt là tập trung cho công tác giao nhận quân năm 2020 của thành phố đạt chỉ tiêu về số lượng và chất lượng. Thăm chúc Tết tại các cơ sở tôn giáo trên địa bàn thành phố, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong năm 2019, đồng thời ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo vào sự phát triển chung của thành phố. Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị chức sắc, tín đồ và giáo dân, đồng thời cũng mong muốn các vị chức sắc tiếp tục tuyên truyền vận động tín đồ, giáo dân chấp hành nghiêm các chủ trương của Đảng và Nhà nước, vui xuân Canh Tý 2020, vui tươi an lành, sống tốt đời đẹp đạo, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố nói riêng và tỉnh nhà nói chung. Nhân dịp Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020, đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Rang Tháp Chàm cũng đã đến thăm chúc Tết các đơn vị báo chí trên địa bàn. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo, đội ngũ phóng viên, biên tập viên, các cơ quan báo chí, ghi nhận những đóng góp của các cơ quan báo chí trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong năm mới 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố mong muốn phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục phát huy truyền thống thế mạnh của đơn vị, nâng cao kỹ năng đạo đức nghề nghiệp để có thêm nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, góp phần tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội một cách hiệu quả nhất. Đến thăm và chúc Tết các cơ sở thờ tự Phật giáo trên địa bàn thành phố, đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các tăng ni Phật tử. Cảm ơn và ghi nhận sự đóng góp của các cơ sở Phật giáo đã làm tốt công tác từ thiện hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thành phố trong thời gian qua. Chúc các vị trụ trì tăng ni Phật tử đón năm mới Canh Tý tràn ngập niềm vui gia đình hạnh phúc. Đồng chí Kiều Như Nguyên, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố cũng đã đến thăm và chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Dọn, anh hùng lao động Hồ Thị Lượm. Các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, thành phố qua các thời kỳ, thăm và mừng thọ các cụ 100 tuổi đang sinh sống trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao lụa của Chủ tịch nước cho các cụ. Chúc các cụ vui khỏe, dặn dò chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp với gia đình, tập trung chăm lo cho các cụ sống khỏe, sống vui cùng với con cháu. Trước đó, thành phố cũng đã tổ chức đưa 100 thân nhân liệt sĩ đang sinh sống tại thành phố Phan Rang Tháp Chàm đi viếng mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Bình Thuận, qua đó thể hiện tinh thần tốt đẹp uống nước nhớ nguồn của dân tộc, góp phần động viên các gia đình chính sách, phát huy truyền thống gia đình nuôi dạy con cháu, trở thành những công dân có ích cho xã hội.